3 thực phẩm tránh và nên ăn để ổn định bệnh suy giãn tĩnh mạch, gân xanh gân đỏ. Thực phẩm tránh dùng là 1. Rượu. Uống quá nhiều rượu sẽ gây rối loạn chức năng gan, làm cho hệ thống tĩnh mạch hoạt động chậm chạp. Ngoài ra, rượu còn gây mất nước, góp phần làm giảm lưu thông máu và dẫn đến nguy cơ hình thành cục máu đông. Thay vì lạm dụng rượu bia, bạn hãy đảm bảo mình uống đủ nước mỗi ngày để có hệ tĩnh mạch khỏe mạnh. 2. Các sản phẩm từ sữa. Sữa và các chế phẩm từ sữa nguyên kem như bơ, phô mai, váng sữa tạo thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Nếu không xử lý kịp sẽ gây ra táo bón, khiến các tĩnh mạch vốn đã bị thương tổn càng tổn thương thêm. Để ngừa táo bón, bên cạnh việc tập thể dục đều đặn, bạn hãy ăn thực phẩm có nhiều chất xơ. 3. Bánh mì trắng. Ăn ít bánh mì trắng thì không sao, nhưng nếu ăn thường xuyên sẽ làm mất hàm lượng bioflavino trong cơ thể. Bioflavino có vai trò củng cố thành tĩnh mạch và giữ cho chúng đàn hồi theo thời gian. Khi các van của tĩnh mạch hoạt động kém đi do thiếu bioflavino sẽ gây nên tình trạng suy giãn tĩnh mạch. Thực phẩm nên dùng là 1. Quả bơ. Loại quả này rất tốt cho sức khỏe tĩnh mạch vì chứa nhiều vitamin C, chất chống viêm và vitamin E, chất làm loãng máu tự nhiên, giúp ngăn ngừa đông máu. Không chỉ vậy, quả bơ còn giàu glutathione, giúp bảo vệ tĩnh mạch chống lại tác hại của quá trình oxy hóa. 2. Củ cải đường. Củ cải đường chứa các chất hóa học hỗ trợ sức khỏe tĩnh mạch như beta-cinin làm giảm homocin, một loại axit amin có khả năng tàn phá các mạch máu, trong khi nitrat giúp giãn mạch để cho nhiều oxy lưu thông hơn, làm giảm huyết áp và cải thiện tuần hoàn máu một cách tự nhiên. 3. Gừng. Gừng được xem là một phương thuốc tự nhiên cho tĩnh mạch. Gừng có vị cay, làm tăng lưu thông máu và giúp phá vỡ fibrin trong mạch máu. Nếu cơ thể không thể phá vỡ fibrin đúng cách, các tĩnh mạch có nguy cơ xơ cứng lại, làm cho triệu chứng giãn tĩnh mạch tiến triển nghiêm trọng hơn.